Thi Nhung. Và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin thời sự Việt Nam và sau đây mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, bản tin mở đầu cho phần tin Việt Nam cho biết, cảnh sát tiết lộ chi tiết quy trình áp tra tải Trịnh Xuân Thanh ở Slovakia. Cảnh sát hộ tống đoàn quan chức cấp cao Cộng sản Việt Nam ở Slovakia đã tiết lộ với báo Denik An của Slovakia rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã được áp tải lên phi cơ trong tình trạng vô hồn, giống như bị say rượu và bị đánh, với hai người sốc nách hai bên. Những tiết lộ mới của cảnh sát Slovakia, theo luật sư của ông Thanh, bà Petra Skalangenhoff, là mảnh ghép cuối cùng của phần hành trình không tự nguyện của thân chủ của bà từ Slovakia về Việt Nam, trái ngược với khẳng định lâu nay của chính phủ Cộng sản Việt Nam rằng ông Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú. Theo tường thuật của tờ báo Denik An, Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã được đưa đến buổi họp bằng một chiếc limousine. Theo sau là một chiếc limousine khác chở các thành viên còn lại của phái đoàn này. Hộ tống kèm là 5 chiếc mô tô, một con số được cho là nhiều bất thường trong mắt các nhân viên cảnh sát. Khi chiếc xe được điều đến, các cảnh sát hộ tống mới lần đầu tiên trông thấy ông Trịnh Xuân Thanh. Theo báo Denik An, cảnh sát được lệnh chuyển ông Thanh từ chiếc xe thuê ở Chess sang xe cảnh sát và được cho biết công dân Việt Nam này bị say và ngã xuống cầu thang nên điều quan trọng là phải giữ ông ta khỏi tầm mắt của Bộ trưởng Việt Nam vì ông ta đã gây ra tình huống xấu hổ, không thể chấp nhận được khi say xỉn. Hai người đàn ông Việt Nam được cho là mật vụ lên xe cùng với Trịnh Xuân Thanh và giữ cho ông khỏi ngã. Đoàn xe ra đến phi trường Slovakia trên đường sang Nga vào lúc 2 giờ 29 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017 mà không phải qua bất kỳ hệ thống rà soát an ninh nào. Trong khi đó thì Slovakia khẳng định không liên quan bắt cóc vụ Trịnh Xuân Thanh. Thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinák hôm 3 tháng 8 phủ nhận cáo buộc trên truyền thông cho rằng ông dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhật báo Slovakia trên cả website và báo in vào hôm 3 tháng 8 mô tả ông Trịnh Xuân Thanh trong trạng thái lão đảo, là người cuối cùng lên máy bay chính phủ Slovakia vào ngày 26 tháng 7 năm ngoái bị tình báo Việt Nam áp tải. Ông Robert Kalinák, người giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, vào thời gian cáo buộc xảy ra, tuyên bố bác bỏ hoàn toàn các bài báo này. Ông này nói rằng đây là những điều bịa đặt, khẳng định Slovakia chưa từng tham gia sự việc này. Ông Kalinák đã từ chức Bộ trưởng Slovakia theo sau các cuộc biểu tình vì một vụ án giết một phóng viên nước này, người tên là James Kusiak. Ông Kalinák vào hôm 3 tháng 8 vẫn khẳng định không có người nào bị thương hay còng tay lên máy bay ở Slovakia. Trong khi đó, một tờ báo Đức vào hôm 2 tháng 8 cũng đăng một bài bằng cả tiếng Việt mô tả ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc và những gì xảy ra gần đây. Thưa quý vị, đã có gần 1.000 người ký tên kêu gọi Hoa Kỳ trục xuất ông Lê Minh Tâm vì lừa đảo. Tính đến chiều ngày 4 tháng 8 năm 2018, sau 2 ngày kêu gọi, đã có hơn 900 người ký tên vào bản kiến nghị trên website change.org kêu gọi Hoa Kỳ trục xuất Tổng Giám đốc Sky Mining Lê Minh Tâm. Bên cạnh dòng mô tả sự việc, bản kiến nghị còn đính kèm ảnh visa của ông Tâm cùng số sổ thông hành. Bản kiến nghị đề gợi thống đốc tiểu bang Georgia và cả tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có nội dung ông Lê Minh Tâm và con trai Lê Minh Hiếu thành lập công ty Sky Mining đã mời 5.000 người tham gia mỗi gói đầu tư từ 500 cho đến 5.000 Mỹ Kim để mua máy đào Bitcoin và cam kết sẽ chia sẻ lợi nhuận với các nhà đầu tư này. Nhưng cuối cùng họ đã trốn thoát với tất cả số tiền ước tính lên đến 36 triệu Mỹ Kim. Nạn nhân của họ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Nhật và Phi Châu. Một số nạn nhân vay mượn hoặc bán nhà để đầu tư. Vì vậy, bây giờ, những người này đã mất tất cả, thậm chí có người trong số đó đã tự tử. Hiện nay, ông Tâm đã mua nhà ở San Jose, California và hiện tại đang ở tại Atlanta. Bản kiến nghị kêu gọi Hoa Kỳ trục xuất gia đình ông này khỏi tiểu bang. Theo công an ở Sài Gòn, ông Lê Minh Tâm đã xuất cảnh ngày 22 tháng 7 từ phi trường Tân Sơn Nhất đến thủ đô Doha, Qatar và chưa rõ điểm đến cuối cùng của ông Tâm. Xử phúc thẩm cán bộ đồng tâm sai phạm về đất đai. Thưa quý vị, phiên xử phúc thẩm 10 cán bộ sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 8 sắp tới đây tại Hà Nội. Đây là 10 trong tổng số 14 cán bộ Cộng sản Việt Nam bị xét xử sơ thẩm vào tháng 8 năm ngoái. Trong đó có những người là nguyên lãnh đạo xã Đồng Tâm. Họ bị tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam.
và 10 người trong số họ đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc kêu oan. Báo chí trong nước chỉ đưa tin nói chung chung rằng từ năm 2002 cho đến năm 2013, những bị cáo này đã buông lỏng quản lý về đất đai và vì vụ lợi đã cấp đất trái thẩm quyền, cũng như hợp thức hóa 6.000 m2 đất sai quy định cho một số nhà dân. Người dân đồng tâm luôn cho rằng họ phải đấu tranh giữ đất và mong muốn chính quyền giữ đúng cam kết, cũng như phải có giải quyết công tâm về khu đất bị cho là đất quốc phòng. Thưa quý vị, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam điều tra gian lận điểm thi tại Hòa Bình. Công an tỉnh Hòa Bình vào ngày 3 tháng 8 chính thức khởi tố vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự, để điều tra các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 tại Hòa Bình có dấu hiệu đã bị làm thay đổi kết quả bài thi. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết toàn bộ hồ sơ được Công an tỉnh này chuyển lên Cơ quan Điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam để giải quyết. Tình trạng sửa điểm, nâng điểm thi tốt nghiệp phổ thông 2018 tiếp tục bị phanh phui sau vụ Hà Giang và Sơn La với hơn 330 bài thi được nâng khống điểm tại Hà Giang và nhiều bài thi gốc đều bị xóa không tìm thấy tại Sơn La. Trong cùng ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt tạm giam và khởi tố đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2018. Thưa quý vị, Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai của Cộng sản Việt Nam Trần Quang Hoài cho biết, từ ngày 1 cho đến ngày 4 tháng 8, do ảnh hưởng của áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến do tác động điều tiết các hồ chứa phía Trung Cộng. Lưu lượng nước đổ về các hồ lại tiếp tục tăng. Hiện tại, mực nước thượng lưu ở hồ Tuyên Quang vào lúc 7 giờ tối ngày 5 tháng 8 vượt quá mực nước cho phép là 2,94 m. Hồ Tuyên Quang xả một cửa lúc 2 giờ chiều ngày thứ 5, 3 tháng 8. Hồ Hòa Bình xả một cửa lúc 8 giờ sáng cùng ngày và hồ Sơn La xả một cửa lúc 10 giờ sáng. Hàng loạt các vụ gian lận điểm thi nhưng Bộ trưởng Giáo dục Cộng sản Việt Nam quyết không từ chức. Hôm 3 tháng 8, tin cho hay nhà chức trách đã khởi tố vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Hòa Bình và hồ sơ vụ này đã được chuyển qua cho Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Đây là vụ án thứ 3 được khởi tố liên quan đến vụ bê bối điểm thi tốt nghiệp trung học tại Việt Nam mới đây. Đáng lưu ý, khác với vụ tương tự ở tỉnh Hà Giang và Sơn La, vụ nghi gian lận điểm thi ở Hòa Bình có đến 3 lần kiểm tra nhưng không phát hiện được sai phạm. Còn theo một tờ báo khác trong nước, trong vụ này, cả tỉnh Hòa Bình có cả quy trình báo giá và thỏa thuận nâng điểm, cũng như biện pháp dự phòng, xóa file ảnh bài thi gốc và đốt 16 CD ghi dữ liệu khi bị thanh tra. Các báo trong nước hôm 3 tháng 8 tiếp tục gây sức ép với Bộ trưởng Giáo dục Cộng sản Việt Nam Phùng Xuân Nhạ. Nhiều blogger có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã dứt khoát yêu cầu ông này phải từ chức ngay. Thưa quý vị, các thành phố khắp Việt Nam đầu tuần có mưa dông, miền Trung chấm dứt nắng nóng. Trong khi đó thì Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông ở nhiều nơi, vùng núi và Trung Du có nơi mưa to. Miền Trung trời nắng từ 33 cho đến 35 độ C, vào đầu tuần mưa rào và dông ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào Quảng Ngãi. Hiện trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết, trong vòng 24 giờ tới, vùng áp thấp theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong từ 1 cho đến 2 ngày tới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm ngày 5 tháng 8 và 6 tháng 8, giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển đảo Hoàng Sa, sẽ có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 8. Ngoài ra, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh mẽ khiến cho Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5 cho tới 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét và biển động mạnh. Thưa quý vị, liên quan đến kinh tế thì Việt Nam đang thâm hụt thương mại khoảng 300 triệu Mỹ Kim. Việt Nam thâm hụt thương mại 300 triệu Mỹ Kim trong tháng 7 vừa qua, từ mức thặng dư 800 triệu Mỹ Kim trong tháng 6. Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố rằng, xuất cảng trong tháng 7 giảm 1,7% so với tháng 6 xuống 19,5 tỷ Mỹ Kim, trong khi nhập cảng tăng 4% ở mức 19,8 tỷ Mỹ Kim.
Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết thêm rằng trong 7 tháng đầu năm nay, xuất cảng tăng 15,3% so với một năm trước đó, lên mức 133,69 tỷ Mỹ Kim và nhập cảng tăng lên 10,2% lên 130,63 tỷ Mỹ Kim. Điều đó dẫn đến thặng dư thương mại hơn 3 tỷ Mỹ Kim trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7. Dự báo của IMF đưa ra một cảnh báo về sự dễ bị tổn thương của kinh tế Trung Quốc sau khi xuất hiện những dấu hiệu lẫn lộn từ Bắc Kinh về tác động của tranh chấp thương mại với Washington và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất và nhập cảng hàng hóa của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, San Jose, California kỷ niệm đệ nhất chu niên, tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tháng tại vườn truyền thống Việt. Và lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm nay, đông đảo các hội đoàn, đoàn thể, quý đồng hương cùng với bà con thân hữu đã cùng nhau tụ họp về vườn truyền thống Việt thuộc thành phố San Jose, California để tham dự buổi lễ chào cờ đầu tháng 8 nhân kỷ niệm đệ nhất chu niên. Tổ chức nghi lễ chào cờ tại vườn truyền thống Việt do nghị viên khu vực 7 Nguyễn Tâm đứng ra tổ chức. Sau một năm thử nghiệm, tổ chức buổi lễ chào cờ vào mỗi đầu tháng trong không khí trang nghiêm, được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quý đồng hương cùng các hội đoàn. Cũng như ngày hôm nay, đại diện cộng đồng Việt Nam tại thành phố San Jose cũng đã cho vào hoạt động vườn rau Việt và quán cà phê vườn rau Việt ngay trên trong vườn truyền thống Việt. Đây sẽ là nơi hội họp và cũng là sân chơi cho quý bà con tại San Jose. Buổi lễ chào cờ được tổ chức vào mỗi thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng nhằm tưởng nhớ đến các anh linh đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc. Buổi lễ kỷ niệm đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.